Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con game Võ Lâm Truyền Kỳ 2 các bạn ơi. Thì sau khi các bạn tải game về thì các bạn sẽ làm gì điều tiếp theo? Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chỉ cần đăng ký một cái tài khoản anh. Đây, các bạn sẽ bấm vào một cái tài khoản ở đây nhá. Mình sẽ gõ tài khoản đó là review kênh giải trí tổng hợp. Sau đó thì các bạn sẽ điền một cái email của các bạn vào đây nhá. Sau khi điền email xong thì các bạn sẽ gõ mật khẩu của các bạn vào đây. Nhắc lại mật khẩu. Rồi, sau đó các bạn sẽ bấm mình vào cái chữ đăng ký. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái thư mục mà các bạn đã tải game về đấy. Thì đây nó chính là cái thư mục tải game về. Thì đầu tiên thì các bạn tải game về thì các bạn sẽ được ra một cái file lén như thế này. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ Echak here để cho mình nhá. Thì các bạn để ở ổ nào thì các bạn bấm vào cái ổ đấy cho mình. Thì các bạn bấm vào Echak here. Đó. Thì như của mình nó có rồi thì mình sẽ không phải giải lén nữa. Và các bạn sau khi giải lén ra thì nó sẽ ra được một cái file như thế này các bạn này. Thì các bạn sẽ vào cái chữ so 2 game này cho mình nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào mục zone add admin chapter. Thì các bạn bấm vào nó. Thì sau khi vào đến đây rồi thì các bạn sẽ tạo account. Rồi thì vào đây rồi thì các bạn sẽ chọn nam hoặc là nhân vật nữ thì tùy theo các bạn thôi. Sau đó các bạn sẽ điền tên nhân vật của mình vào đây. Rồi sau khi vào tới bước này rồi thì các bạn sẽ chơi game thôi. Thì mới đầu vào thì các bạn sẽ được như thế này. Thì các bạn bấm vào cho mình vào cái nút này nhé. Các bạn sẽ chọn vào cho mình vào cái thẻ này. Sau đó các bạn sẽ gia nhập môn phái để lấy AFP nhé. Thì các bạn tùy các bạn lựa chọn môn phái mà các bạn yêu thích. Thì ví dụ như mình thì mình sẽ chọn môn phái bất kỳ ở đây. Mình sẽ chọn cái bang đi. Đấy, mình sẽ chọn cái bang quyền. Rồi sau khi mình chọn xong cái bang quyền rồi thì mình đã đạt được nhân vật rồi. Đạt được level và mình sẽ mặc con phiêu vũ này vào người nhé. Đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ vào tiếp cho mình cái này. Và các bạn sẽ nhận thêm. Đấy, các bạn có thể là nhận chiến trường tượng này. Là cái gì đây? Đây là một con thú cưỡi nhá. Hoặc là các bạn có thể là nhận thêm set thiên hạ vô song. Thì các bạn sẽ nhận cái set này vào để các bạn mặc vào. Đấy, sau đó các bạn có thể là nhận thêm nhận vàng. Đó, như mình đã nhận được vàng xong rồi các bạn này. Đó, bây giờ thì mình có bộ này rồi thì mình sẽ mặc vào người cho nó nhé. Mình chưa biết mặc luôn. Rồi mình đã gia nhập môn phái và sau đây thì mình sẽ vào bấm vào cái chữ skill. Và mình sẽ tìm đến cái võ học của nó và mình cài đặt và mình sẽ đánh thôi. Đấy, thì các bạn admin người ta cho các bạn đồ rồi. Các bạn không thích dùng thì các bạn có thể mang đi, các bạn vứt nhé. Đây, các bạn tìm đến tiệm tạp hóa cho mình nhé. Rồi, các bạn sau khi tới bước này rồi thì các bạn sẽ vào cái mục hành trang và các bạn sẽ nhận thêm đồ vào đây, tăng điểm cho nhân vật các bạn chọn này.
Đó, mình nhận quân hàm nguyên sái và mình sẽ nhận thêm này thú cưỡi pro. Con này di chuyển 140 này các bạn này. Đó, đây là con thú cưỡi của mình đã có này. Đấy, các bạn muốn đeo được nó thì các bạn phải bỏ con thú cưỡi cũ ra và các bạn đeo con thú cưỡi này vào thì nó mới ăn nhé. Đây, đây là con thú tiếp theo này các bạn này. Đó, các bạn có thể là nhìn thấy mình mặc được con thú cực kỳ siêu phẩm luôn nhé. Đây, mình làm con cổ long đi, mình lại mình làm ít quần áo đi. Rồi, bộ này thì mình chưa mặc được các bạn này. Mình tìm xem có bộ nào khác hay hơn không. Đó, mình dùng mấy con thú này có con nhân sư rồi các bạn này. Mình sẽ tìm con nhân sư mình đánh nhá. Các bạn có thể là tham gia vào nhóm để biết thêm chi tiết nhá. Đây, con thú của mình đây các bạn này. Rồi, mình nhận thêm một số đồ loại mới đi. Nói chung là khá là ổn đấy các bạn. Mình thử chạy ra ngoài và mình thử đánh nhá. Mình thấy con này có vẻ chạy có vẻ chậm đấy các bạn ạ. À, cảm giác nó thế thôi chứ nó chạy cực kỳ là nhanh. Cái con quyền này của mình thì mình cũng chưa biết sử dụng cái gì luôn. Đó, mình dùng được cái này rồi đấy các bạn này. Di chuyển có vẻ nhanh hơn rất là nhiều luôn. Thank you.
đây mình sẽ tìm đến cái tiệm vũ khí mà chưa thấy các bạn này. Đây mình đã tìm thấy cái tiệm vũ khí rồi và mình sẽ chọn mua nhé. Rồi mình cứ mua lại một bộ vũ khí đi. Sau rồi tính sau các bạn. Đây mình sẽ xài skill nhá. À cái skill này là skill búp mọi người ạ. Giáng Long Thần Bát Trưởng này mình sử dụng nha. Không biết đánh cái này luôn. Đây là skill chấn phái. Ồ cái trưởng này mạnh ghê này các bạn này. Rồi mình thử chạy ra cái vòng ngoài này đi. Rồi mình sẽ đi ra cái khu vực ngoài kia mình đánh thử quái nhá. Cạn mana rồi. Đó rất là hay các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thêm đồ cho nó. Có cả bộ rượu dương này các bạn này. Mình quay về đại lý thành thôi.
Ok rồi, bây giờ mình sẽ thêm đồ cho nó. Nói chung là các bạn đầy đủ luôn. Đây. Đây mình có bộ đồ rồi, nó chả biết là bộ gì luôn. Mặt tịch mình chưa có này các bạn này. Để mình coi xem còn cái gì hay nữa nào. Rất là nhiều thứ hay ấy các bạn ạ. Có thể là đây mặt tịch đây các bạn ơi. Đây là mặt tịch nhá. Năng 3 vi bộ này. Rồi chắc chắn là mình phải mua đồ rồi để mình đánh rồi. À đây mình có thuốc để tăng cường và hồi phục đây. Mình sẽ giao chủ dược điếm nha. Rồi mình có rồi này các bạn này. Rồi mình sẽ đi đánh tiếp nha. À đây rồi, mình thấy có con boss rồi. Rồi mình được khối là đồ rồi. Đập ghê vãi trưởng mọi người. Trưởng này mạnh thế nhỉ. Mình thử xem trưởng khác xem nào. Đập cũng tương đối là đau thôi chứ. Mình không ra giá bắt thưởng được. Ok, mình review cũng dài rồi. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các cái video game lần sau. Bye bye.